có một ít dừa mà nó rát mà mọi người. Bây giờ mình sẽ tiến hành đi nhỏ dừa và mình làm một dừa. Ăn cái dừa thế. Ăn cái dừa không? Không. Ăn bớt dừa không? Đây là con lửa dọc. Đây là con một trái. Mình sẽ chặt. Bây giờ chặt đi con. Dừa khó đi nha. Để chặt dừa khó không? Thank you.
Mọi người dùng hết sức mọi người. Ăn mẹ cứ làm lâu lắm luôn. Để hết cái đống dừa này thôi một xíu. Quán gì vậy Hiếp? Đây. Quán gì vậy? Trái mùa. Đây, đây là trắng tinh. Ồ, vừa vừa rửa nữa là nó trắng. Cây dừa mình đã rửa sạch rồi nè mọi người. Đó. Bây giờ mình sẽ tiến hành đi bào mỏng nó ra. Đây mình sẽ lấy dao bào, mình sẽ bào dừa mỏng ra nha mọi người.
gì? Con muốn gì? Muốn lại bên đời người xưa, nước mắt chứ lời kia. Xuống đây đi. Ngồi xuống. Làm giỡn phải không? Thôi mẹ làm đừng làm giỡn. Mẹ làm đừng làm giỡn. Có làm giỡn không mẹ? Nước mắt tiếp dần như tim anh. Mẹ sao không báo lên? Mẹ nói cúp điện rồi con không nghe mẹ. Rồi. Ừ. Mẹ cho bên đâu coi. Đây mình đã bạo xong dừa được một dĩa rồi nè. Bây giờ mình sẽ tiến hành đi ướp đường và mình ngạt nó nha. Đó, mình làm ướp dừa. Rồi bây giờ mình sẽ đi ướp đường nha mọi người. Ai thích ăn ngọt thì mình sẽ bỏ đường nhiều vô nha. Sẽ trộn lên. Rồi bây giờ mình sẽ để đây ướp nửa tiếng cho nó thấm rồi mình sẽ đi tiến hành đi ngâm mứt dừa nha. Đây mứt dừa mình đã ngâm được mấy tiếng rồi mọi người, nó trong lại luôn rồi thấy không? Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành bắt lên bếp và mình làm mứt dừa nha. Mình sẽ bỏ lên chảo. Nước cái này là nước đường thì là nước này là do đường nhưng mà trời ơi mấy tiếng ẩm bóng luôn. Cái nước này mọi người thấy nước không? Nước này là từ mình ướp đường đó. Nó ra đó. Cộng dừa của mình bóng lên luôn. Mọi người, đó nước bắt đầu nó cạn rồi nè. Bây giờ mình sẽ đảo cho nó khô luôn. Mọi người làm là mình phải đảo hoài liên tục vậy nha, chứ đừng có ngừng tay là nó sẽ bị khét.
A few moments later. Cô này mọi người đó là gì vậy? Vàng trái mấy không? Mọi người không thích vàng thì mọi người lấy ra này. Tiếp vàng sẽ cho xíu nữa. Rồi sẽ tiếp luôn nha. Chảo xíu nữa nè, tại vì cái chảo nó còn nóng. Thơm một quá thơm. Đây là mức vừa mình đã làm xong rồi mọi người. Đó, nó có hơi vàng xíu. Tại mình thích vàng mình sẽ làm cho vàng nha mọi người. Là thích trắng là sẽ làm trắng nha. Cực kỳ thơm luôn. Đây mà mọi người cùng ăn mức dừa. Đây mà mọi người ăn mức dừa. Bây giờ mình đi xé. Đây dừa nó bị dừa trái à. Thơm nha mọi người. Rất muối luôn. Công nhận dừa nó lên nó cháy lỡ thơm luôn. Phúc mày ăn mấy cái trái trái mới ngon. Dừa ngon vậy thôi. Cái này nó ngọt dừa không? Đâu ngọt cắt ha. Em mới hỏi hay có bị sữa không á? Không. Cái này ngọt dừa thôi. Chắc cái này chưa được nửa ký đường. Ngon. Ba giờ làm thành công rồi nha ba. Thơm quá. Ăn cái này đỡ mập. Ăn này mập luôn. Ừ, lửa mấy cái khác khác mọi người ăn nó ngon. Đó rồi, uống nước trà. Uống ngọt luôn. Bye bye, hẹn gặp lại ở clip tiếp theo nha. Bye bye.